3 điểm, bấm vô đây like. Cái này gọi là like dạo luôn nè các chị. Mình bỏ thời gian ở nhà, cái này rảnh nè, mình bỏ thời gian ở nhà mình like. À, hoặc là mình có đội ngũ nhân viên á, cảnh có một cái làm cho một cái chị ba quận nhất á, họ có 5 nhân viên, họ có 3 nhân viên làm trong cái việc này nè các chị. À, các bạn đó để làm gì ạ? Các bạn đó chỉ cần ngồi ăn và like thôi, một ngày like 2-3 tiếng đồng hồ. Nó like bằng bay nha, nó like bằng bay. Cái phần mềm này là cái bay của mình like cho người khác ha. Đặc biệt cái phần mềm này các chị nó không có bậy bạ ha, không có trang web, những cái trang web bậy bạ này nọ ha. Đây ở đây là mình đã like hết rồi, mình có thể là vào đây mình like, mình có thể là vào đây mình chọn like Facebook ha, YouTube ha. Được thích trên YouTube nè. Rồi like cái YouTube này được điểm. Cái này là tài khoản của cảnh là bào mòn hết rồi các chị. Các chị tạo tài khoản mới á, like sướng lắm, like một cái tăng điểm cực kỳ nhanh luôn. Like một cái được 5 điểm, được 3 điểm. Đây vô đây like cái này cái ha. Rồi tắt đi. À, mình được cộng 1 điểm này thấy chưa? Rồi like cái này được 2 điểm nè. À, cái tài khoản mới các chị tạo á thì các chị sẽ là gì ạ? Đi like Facebook kiếm rất là nhiều điểm, có những cái Facebook nó cho mình 7 điểm, 5 điểm, 6 điểm rất là nhiều. À, còn TikTok này thì nó cho có 1 điểm mà. Cái này là do cái tài khoản của mình lâu rồi. Đây, được 3 điểm nè. Mình dung chưa ạ? Đó, tuyệt vời không ạ? Sau khi mình có cái điểm này rồi thì mình làm gì ạ? Mình thêm cái trang fanpage của mình vào đây. Bấm vô thêm nè, thêm cái trang Facebook của mình vào đây nè. Có thể thêm trang Facebook hay là thêm kênh YouTube ha. Đây, mình đang thêm cái trang 3T nè. Cái việc này là có nhân viên nó làm cho mình ha, mình không làm ha. Đây, đó, cảnh giác cái đường fanpage của mình vào đây. Sau đó cảnh thêm ở đây thôi. Rồi, sau đó mình sẽ chỉnh ở đây là mình vừa chỉnh sửa ở đây nè. Mình chọn là Việt Nam like cho mình thôi nha. Đây mình chọn vô Việt Nam like thôi. Rồi mình sao lại là chỉ người Việt Nam nhìn thấy mình thôi ha. Rồi mình trả điểm nè. Ví dụ như đây mình trả điểm cho mình trả cho nó là 3 điểm đi. Thì một like như vậy á là mình sẽ mắc 3 điểm này nè. Mình có 300 like tương ứng là mình có 100 like. Mình có 3000 like tương ứng là mình có 1000 like, các chị hình dung không ạ? Đó. Thì đây là một phần mềm rất là tuyệt vời các chị ơi. Bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời mình comment là tuyệt vời đi ạ. Rồi cảm ơn anh ha. Mấy cái này á các chị có thể là nếu mà các chị cảm thấy những cái giá trị này nè, cuối chương trình các chị còn làm affiliate với cảnh nữa thì trong chương trình thực chiến như thế này nè, các chị có thể chụp màn hình lại, các chị có thể quay video lại cảm nhận lại luôn. Đó, các chị có thể chụp màn hình điện thoại lại để mình có thể sau này làm affiliate với em á. Các chị tung lên Facebook á, đưa lên Facebook này nọ. À, lâu lắm rồi mới gặp được một người thầy dạy chuyên nghiệp như thế, có tâm như thế và hoàn toàn gần như là miễn phí. Đó, các chị đưa những cái cảm nhận của mình lên thì các chị sẽ viral được rất là nhiều giúp em ha. Rồi tiếp theo, một công cụ tiếp theo là setting. Đó, bây giờ ví dụ như đăng một cái bình luận như thế này. Đó, đăng cái bình luận trên chạy quảng cáo nè, có một cái bài quảng cáo bình luận mà bây giờ cái bài quảng cáo có 1-2 người bình luận thôi thì mình không tạo được hiệu ứng đám đông hết các chị. Đa số người ta mua hàng, người ta sẽ đọc bình luận bên dưới. Các chị hình dung ạ, khi mà người ta quyết định á, người ta sẽ đọc một cái bình luận bên dưới. Đó, thì mình làm setting cho các bài viết quảng cáo của mình ha. Đó, mình sẽ test in cho cái tài khoản quảng cáo của mình. Đây, mình có thể test in cho fanpage nè, mình có thể test in cho Facebook nè, mình có thể setting cho cái quảng cáo nè. Thì lấy cái đường link như thế nào thì cảnh sẽ chị hướng dẫn cho các chị chi tiết để lấy cái đường link ha, đúng cái đường link mới được ha. Rồi đầu tiên ví dụ như các chị nhìn thấy nè, ở đây ví dụ như là mình đăng một cái bài này đi, thì bây giờ ví dụ như mình đăng một cái bài này nè thì có 46 bình luận đó. Thì bây giờ mình tăng cái bình luận lên như thế nào? Đầu tiên là các chị phải muốn tăng cái bình luận này lên. Đây ở đây có 4 bình luận nè, cảnh sẽ lấy cái bài này 4 bình luận nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đúng cái đường link này, bấm vào dấu 3 chấm, vô chuyển nhúng. Rồi bấm vào cài đặt nâng cao. Rồi lấy đúng cái link này ha, lấy đúng cái link này xem, đây mới là cái link của bài viết nè. Đó, lấy đúng cái link này, rồi vào một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí luôn ha. Cái này có video quay lại cho các chị tải ha. Đây mình sẽ đây là giao
diện của phần mềm này là giao diện mới nè các anh chị. Đó, một cái giao diện cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là giao diện mới ha. Mình tắt cái giao diện mới này đi. Rồi, chẳng sẽ vào cái giao diện cũ cho các anh chị xem. Tại vì giao diện cũ sẽ có rất là nhiều điểm. Miễn phí mà. Miễn phí thì mình chỉ cần treo ạc thôi để mình lấy những cái điểm này thôi. Thì ở đây mình có 13.000 mấy điểm rồi ha. Mình chỉ cần treo những cái Facebook ở đâu treo. Học với cảnh rồi các chị có thể tạo ra hàng trăm các Facebook khác nhau. Và những cái Facebook đó gọi là những Facebook phụ. Đây ví dụ như cảnh treo nè, treo 4 cái Facebook ở đây. Thì cảnh có 13.193 điểm nè. Đó, mình treo nè. Các chị nhìn thấy nè, bạn sẽ được tặng 10 coin sau 5 phút nữa. Là cứ 5 phút là mình sẽ có 40 coin. Mình đăng nhập ở đây 10 cái Facebook là mình sẽ có nhiều ạ. Mình sẽ có 100 coin. Đó, thì số điểm này nó sẽ tăng lên. Ở đây nè, tăng like cho ảnh nè, tăng cảm xúc nè, tăng comment nè, rồi bấm vô tăng comment nè, rồi dán cái đường link mà mình mới vào nè, đó, rồi sau đó mình chọn cái comment ở đây, rồi ở đây mình sao mình chọn cái comment ở đây nè, thì các chị chia sẻ cho các chị một công cụ nữa, đó là mình hay sử dụng, đó là gì? Ghi chú .vn. Đây các chị nè, ở trong đó nó không cho viết có dấu nha, nên mình phải ra ngoài mình làm, mình viết có dấu xong mình ra ngoài mình viết xong mình copy mình dán vào, đó mình vào cái trang là ghi chú .vn hay là trang hay là cái phần note của máy tính gì đó, tùy thế mọi người ha. Rồi đây là cái ghi chú .vn nè. Đó, ví dụ như mình ghi ở đây là lớp web là đi, ví dụ mình để là đi đẹp quá. Rồi mỗi một dòng là nè, tuyệt vời quá này ơi. Rồi đó, thiết kế cái này nhiêu anh, chi phí anh ơi có hướng dẫn không? Đó, ít nhất là 5 cái bình luận nha. Mình tự bình luận cho cái bên dưới luôn nha các chị. Mình tự bình luận luôn ha. Rồi sau đó mình copy cái này, mình dán vô. Đây mình dán vô cái ô này. Ít nhất là 5 bình luận nè, sau đó mình bấm tạo. Rồi, nó sẽ trừ tiền nè, các chị để ý nè. 13 nè đúng không? Nè, 13 nè đúng không? Cảnh bấm cái ok nó trừ tiền nè. Đó, còn 12, còn có 12.699.000 nè. Đó. Rồi xong. Bây giờ mình vào Facebook. Chút xíu mình vào Facebook nên mình sẽ coi được cái Facebook của mình á, nó sẽ có sự có cái bình luận nè các anh chị. Rồi mình vào đúng cái bài này luôn ha, mình cập nhật lại nè. Rồi tuyệt vời không các chị ơi, bao nhiêu các chị tuyệt vời à. Đây là nó giúp chúng ta tạo hiệu ứng đám đông, các chị hình dung không à? Đó, và đây là hành vi của người dùng luôn. Khi mà các anh chị gặp một cái quán đi ăn đi, các anh chị gặp một cái quán đông và một cái quán vắng, thì theo các chị sẽ vào quán nào, đông hay là vắng? Ai vào đông comment số 1. À, ví dụ như các chị chạy trên một cái con đường, các chị nhìn thấy người ta bán vài trăm ngàn thôi, nhìn thấy không ai mua hết trơn á, không ai mua hết trơn á, chút xíu có khoảng 15-20 người mua, thì tự nhiên các chị sẽ dừng xe lại các chị coi. Đó là gọi là hiệu ứng đám đông, các chị hình dung không? Mình tạo ra một cái hiệu ứng đám đông. Đó. Thường chúng ta thấy hai cái quán là chúng ta sẽ vào quán đông của các chị. Thì trên online cũng vậy. Ví dụ như một cái bài viết nào đó mà chúng ta thấy cái bình luận nó nhiều, thì chúng ta sẽ ghé vào cái bài viết đó các chị hình dung không? Tạo hiệu ứng đám đông lên. Nè các chị nhìn thấy nó lên 6 rồi nè các chị. Đây mình kiếm vô nè các chị. Hồi nãy là 4 đúng không? Bây giờ nó lên 6 nè. Thiết kế này nhiêu anh? Tuyệt quá anh ơi. Bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời, mình comment bên dưới là tuyệt vời đi ạ. Đó, nó tăng lên từ từ nha các chị, không phải tăng lên một cái lượng đâu. Ví dụ như chúng ta có 100 cái comment thì nó sẽ tăng đâu đó từ 10 đến 15 phút và nó sẽ tăng từ từ. Tất cả đều là một cái Facebook thật tăng hết nha. Và cơ chế hoạt động á là chúng ta phải treo cái ad đó, treo cái ad phụ của chúng ta trên đó đó các chị, để những cái ad đó nó lại đi comment cho những chỗ khác. Đó, để chi? Mình nuôi cái nick của mình luôn, là nick của mình đang có sự tương tác với cộng đồng. Đó, một công hai việc luôn. Bao nhiêu các chị cảm thấy cái này là thực chiến à? Mình comment bên dưới là thực chiến à? Các chị không cần phải bỏ ra 5.500.000 gì đó để mà mua những cái bình luận bên dưới như thế, mua những cái Facebook bên dưới như thế, các chị có thể tự làm ra được à? Bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời à? Rồi tiếp theo là một cái công cụ rất là tuyệt
vời, các chị phải wow lên là chúng ta có thể âm thầm lấy tất cả các hàng tiềm năng của chúng ta trên hội nhóm nè. Đó, mấy cái này thì sẽ có video qua cho mọi người nha. Trong đây mình sẽ làm để cho mọi người hiểu là cái cách làm như thế thôi, chứ cảnh không thể nào mà ngồi chi tiết từng cái một. Anh chị đồng ý với em không? Bao nhiêu các chị đồng ý với em thì mình comment bên dưới là đồng ý. Đó, có thể sau chương trình các chị sẽ làm việc với em, chúng ta làm việc rất là lâu dài, chứ không phải là làm việc một ngày một bữa nha. Làm việc với cảnh là các chị làm việc để đến khi nào các chị làm được mới thôi. Đó, chứ không phải ở đây là cảnh hỗ trợ cho các chị 3 ngày, 5 ngày là xong. Cảnh ở đây cảnh sẽ có rất là nhiều, cảnh có trách nhiệm với các chị, đồng hành giúp cho các chị phải làm được. Đó, ở đây là một phần mềm. Đầu tiên nó sẽ giúp chúng ta là gì ạ? Chúng ta có thể là quét toàn bộ các khách hàng tiềm năng trên Facebook. Đâu, đây mình vào Facebook nè. Đây. Đầu tiên là các chị, đầu tiên là chúng ta quét được cái UID của bạn bè là sao? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn nói một điều là mình bây giờ mình biết anh Nguyễn Thành Lữ nè. Đó, mình biết anh Nguyễn Thành Lữ này đi. Đây mình biết anh Nguyễn Thành Lữ. Thì anh này nè, anh chị, nếu mà các anh chị mà có bán, có một cái sản phẩm nào bán mỹ phẩm nè, bán về bất động sản nè, bán về giá cao nè, thì nên quét UID của anh Lữ này. Tại vì sao? Mình là người tiếp xúc với rất là nhiều bạn bè của anh Lữ. Những cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ của anh Lữ đó, các chị toàn là thạc sĩ Singapore vậy không? Mình đi đây, mình đi à Hà Nội nè, anh Lữ cũng có bạn nè, đại gia. Đi Nha Trang cũng có bạn đại gia luôn, nguyên một cái nhà máy sản xuất cà phê. Đi Buôn Ma Thuột, nguyên một cái gọi là tổng công ty và hai tay tháng chín đó các chị, là bạn của anh Lữ luôn. Tổng giám đốc của công ty hai tay tháng chín là bạn của anh Lữ luôn. Thì các chị không biết là cái mối quan hệ của anh Lữ này đó. À, ở đây anh Lữ nè, và những cái bạn bè của anh Lữ đây nè, rất là nhiều bạn bè của anh Lữ đây, rất là bạn bè chất lượng. Thì bây giờ mình tư duy một chút xíu, mình muốn bán sản phẩm giá cao thì mình lấy cái bạn bè của anh Lữ nè. Thì cái đối tượng khách hàng này nè, đối tượng bạn bè của anh Lữ nè, có phải là khách hàng tiềm năng của mình không? Có thì comment có bên dưới giúp em. Có không ạ? Rồi ví dụ như chúng ta muốn bắt động sản nè, thì chúng ta có thể vô cũng thầy Nguyễn Mạnh Hà nè, Nguyễn Thành Tiến nè, chúng ta lấy rất là nhiều học viên trong đó, các chị hình dung không? Đó, những cái người đó là những người có tiền, những nhà đầu tư. Đó, bây giờ ông này cũng là đại gia nè, ông này cũng là đại gia nè, còn đại gia không ạ? À? Đó, chạy mạng không ạ? À? Thì bây giờ muốn lấy cái danh sách bạn bè của Lữ nè để quan bán cái sản phẩm giá cao. Bây giờ nè, 3478 bạn đúng không? Rồi, chỉ cần copy cái đường link này. Đó, trong vòng chưa tới 5 giây là nó sẽ giúp chúng ta lấy. Rồi, dán vô đây. Mình chưa có đăng nhập cái code vô ha. Đây, đầu tiên mà các chị muốn cái phần mềm đó đó, thì nó yêu cầu các chị phải đăng nhập một cái code vào. Đây, cảnh là cảnh cài cho mình rất là nhiều cái code ha. Ví dụ như đi vô mình cải đi, thì cảnh lấy cái code là cái copy á, nó đăng nhập bằng cái copy á. Thì cải copy như thế nào rất là dễ các chị. Ba nốt nhạc, gọi là trong vòng 5 giây là mình sẽ có một cái copy như thế này nè. Đó, mình có copy rồi mình sẽ đăng nhập vào đây. Sẽ đăng nhập vào đây ha. Mấy cái công cụ này các chị, cảnh chỉ cần tem view cho các chị thôi, trong vòng 15 phút là cảnh tải tất tần tật cho các chị luôn. Rồi có video hướng dẫn chi tiết cho các chị làm. Các chị đừng nghĩ là nó khó ha, nó rất là thực tế và nó rất là dễ luôn. Rồi, mình đăng nhập thành công đúng không? Sau đó mình dán cái UID vô. Mình copy cái UID của anh Lữ nè. Đó, mình copy cái UID nè. Đó, mình dán vào. Sau đó mình bấm nhập. Đó, trong vòng từ 1, từ 10 đến 15 giây, nó sẽ quét sạch hết cái khách hàng tùy theo cái tốc độ mạng ha. Rồi, tùy theo cái tốc độ mạng. Nó có 3 tính năng, thứ nhất là quét thành viên, thứ nhất là quét UID bạn bè, bất kỳ một người nào trên Facebook, từ khi người đó đóng cái bạn bè lại thôi. Thứ hai là mình sẽ quét thành viên nhóm, là mình sẽ vào những cái hội nhóm để mình quét. Ví dụ như bây giờ là cái công thức bí mật các chị học này, thứ nhất đó là ở đâu, khách hàng mình ở đâu. Là khách hàng mình là ở trong những cái hội nhóm review xe hơi nè, những cái hội nhóm là ví dụ mình bán
vào nhóm Cheron nè, nhóm hội Cheron nè, hội doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh nè, hội doanh nghiệp thành lập nè, hội những người Cheron nè, những người thích du lịch Dubai nè, những hội nhà giàu có tiền nè, những cái hội mà những cái bà mà thích mua sắm nè đó, mình vào tất cả những cái hội đó để mình lấy toàn bộ những khách hàng tiềm năng của mình đó. Rồi tuyệt vời mà, tuyệt vời, các chị comment bên dưới là tuyệt vời giúp em ạ. Rồi mình giải lao một phút ha, cho nó quét ha. Rồi các chị chờ cho em xin lúc đi lát nha. Thường ngày nó quét rất là nhanh do chiều giờ mình không có điều chỉnh cái máy lại, cái máy nó hơi chậm, các bạn nó hơi bị yếu. Thường ngày là quét rất là nhanh ha các anh chị. Đó, anh tắt vô bên mở lại cho các bạn xem. Rồi bao nhiêu các chị cảm thấy công cụ này tuyệt vời, mình comment bên dưới là tuyệt vời ạ. Nó sau khi mà nó quét về xong đó, các chị nó sẽ cho mình ra một cái file Excel luôn đó, rồi mình lưu cái file Excel đó lại, sẽ lưu cái file Excel đó lại ha. Đó bao nhiêu các chị cảm thấy cái này tuyệt vời, mình comment là tuyệt vời bên dưới ạ. Rồi số điện thoại Zalo của Cảnh là 0963892552 ha, các chị có thể kết bạn với số Zalo của Cảnh ha. Rồi ở đây là các chị nó quét xong thì nó sẽ qua một cái UID, sau đó mình qua quét thành viên nhóm. Mấy cái này thì giống như là mạng của Cảnh đang chậm ha, thì mình đợi nó hơi lâu, giờ mình sẽ show cho các chị xem nè. Ví dụ như một cái file mà Cảnh đã quét rồi ha, ví dụ như một cái file mình quét rồi của anh Lữ nè đó, từ trước mình đã quét rất là nhanh thì nó sẽ nằm ở đây. À, một cái mầm trong cái mục download của mình này. Đây.
lý với chúng ta là nhà nước quản lý chúng ta bằng số chứng minh, Facebook quản lý chúng ta bằng một cái UID. Ví dụ như bây giờ mình kiểm tra, ví dụ như là UID của bạn nào, bất cứ bạn nào ha, đây bạn này đi, anh đi đi, đây mình chỉ cần lấy cái UID, sau đó mình làm gì, mình lên Facebook, mình lên Facebook mình bấm là UID nè, mình bấm là facebook.com và một cái công thức UID sạc UID nè, đó mình bấm enter, nó sẽ chạy ra nè, bạn anh thi nè các chị, nó chạy ra đúng các bạn anh thi luôn đó. Mình lên tháo cái setdim.vn nó xuống đi em, cái đó cái công cụ đó không xài được nha, mình tháo cái đó xuống đi, thu hồi lại. Rồi đây ra đúng bạn thi luôn nè các chị, sống tại thành phố Hồ Chí Minh nè, tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời mình comment tuyệt vời à? À đúng các bạn này luôn ha, à đúng cái đúng đối tượng khách hàng tiềm năng của mình luôn đó. Rồi ví dụ như mình lấy một cái người khác đi, à ví dụ như mình lấy một cái người khác nè, à mỗi một người cái số vui đi này không bao giờ thay đổi nha các chị. Ví dụ cho bạn này ha, nội là Nguyễn Hải Anh nè, đó copy là Nguyễn Hải Anh nè, sau đó vô cái Facebook nè, rồi Nguyễn Hải Anh đúng không, bấm vô cái số vui đi nè. Cho dù các chị có đổi cái đô phía sau rồi nha, nhưng mà cái UID này nó không bao giờ thay đổi, nó giống như chứng minh chúng ta Nguyễn Hải Anh nè, đó bạn có Lữ ở ngoài Hà Nội nè, đó tuyệt vời không ạ, bạn học của anh Lữ nè, toàn là những thạc sĩ Singapore về không ạ, đó rất là đẹp luôn, đó tuyệt vời không ạ, bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời mình comment bên dưới là tuyệt vời giúp em ạ, tuyệt vời không các chị ơi, đó ví dụ như bây giờ vào cái Facebook của Cảnh là các chị, ví dụ như Cảnh cho dù Cảnh có đổi là Nguyễn Cảnh ADS đi nữa, nhưng mà cái UID của Cảnh là đây. À, cái UID của Cảnh là đây, muốn kiểm tra rất là dễ ha. Bấm vào Fast UID nè, bấm vào đây, bấm một cái chết ra liền luôn, nó chết ra cái mã UID của Cảnh liền luôn ha. Cái công cụ này bữa nay tối nay mạng nó yếu quá nên nó không chạy được, nó chạy ha. À, cái này thì các chị có thể là làm ban ngày á Cảnh, bây giờ Cảnh chỉ cần reset máy lại thôi là làm rất là mượn luôn, nó chạy cực kỳ nhanh luôn.